Hi, Giang TV xin kính chào cả nhà. Nay là ngày 15 tháng 6 năm 2024 nha. Em có về rất là nhiều dòng máy tính bảng và điện thoại iPad 4, iPad 3, điện thoại Samsung, Redmi, Oppo. Samsung 32GB, 64GB, 16GB, iPhone, tất cả các dòng nha cả nhà. Máy em về nhiều lắm nha. Em sẽ quay chi tiết máy cho cô bác anh chị, từ chi tiết máy, báo giá, dung lượng máy nha cả nhà. Em bán cho học sinh, sinh viên, mình mua về mình xài chữa cháy hoặc là mình xài máy phụ, tất cả các dòng, tầm giá 4-500, 2 triệu, 2 triệu mấy đổi lại tùy theo khách mua nha. Rồi, em có mấy cái máy tính bảng. Rồi, em có mấy cái máy tính bảng, em review máy tính bảng trước nha cả nhà. Thường thì khách thường xem kênh em thì biết đa phần lúc nào cũng có máy tính bảng nha. iPad 4, iPad 4 thì em tạo sẵn tài khoản, em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho cô bác anh chị luôn ha. Tải sẵn tất cả các ứng dụng, máy sạch không dính tài khoản. Tài khoản em tải đồ về làm để trong này nè. Cô anh chị nào không xài thì cứ bấm đăng xuất ra giùm em ha. Còn xài thì cứ liên hệ em hỗ trợ em cho mật khẩu để xài. Còn không xài thì cứ bấm đăng xuất ra giùm em. iPad 4 16GB thì giá 1.400.000. Là không xài SIM, còn xài SIM là 1.500.000 cho cô anh chị nha. Là không xài SIM. Còn xài SIM thì 1.500.000. Là iPad 4 10 inch nha cả nhà. Máy thì đa phần đẹp trên 80% nha. Bo nè. Camera trước, camera sau ha. Nay em có về 32GB, 16GB. Rồi em review cái iPad 3 trước ha. Hồi nãy em review iPad 4, bây giờ tới iPad 3. iPad 3 cây này là xài SIM nha. Xài SIM 64GB. Em tải sẵn tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho các anh chị ha. Mình về chỉ đăng nhập wifi vô với bỏ SIM vô mình xài. Còn không bỏ SIM vô thì mình cứ đăng nhập wifi vô mình xài. Em test cảm ứng cho các anh chị nè. Đa phần là máy không bị cảm ứng nha cả nhà. 10 inch nha, iPad 3 10 inch. iPad 3 10 inch 64GB. Máy đẹp trên 80%. 1.200.000 cho các anh chị nha. iPad 3 xài SIM 1.200.000, 64GB. Em tải sẵn tất cả các ứng dụng cho các anh chị luôn. Rồi tiếp theo em sẽ review iPad 4 luôn nha. Cây này iPad 4 cũng 10 inch luôn, 32GB máy sạch. Em cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho các anh chị. Em sẽ test nhạc cho các anh chị một chút xíu thôi nha. Em test nhạc lâu quá thì sẽ bị dính bản quyền. Em test một miếng cho các anh chị nghe lo thôi. Pin là pin con trâu nha, hát karaoke là 6 tiếng đồng hồ, 6 tiếng, 6 tiếng rưỡi mới hết pin nha. Không xài dục đó một tuần lễ không hết pin nha. Dục đó thì mình chỉ dục đó một tuần lễ 10 bữa thì chỉ hao 20% pin thôi nha. Rồi cây này 32GB xài SIM giá 1.600.000 nha. Đó lo rất là lớn nha. Còn cô bác anh chị nào mình muốn mua ốp da thì thường á, em mua 120, 130, em lấy cô bác anh chị 100.000 nha. Còn 20-30.000 em hỗ trợ nha. Hỗ trợ này, mua ốp da là giá 100.000. Cây này 32GB xài SIM là giá 1.600.000. Không xài SIM thì 1.500.000 nha cả nhà. Rồi bây giờ em review điện thoại nha. Chiều tầm 4:30 5 giờ em bán sau lưng sân động nha cả nhà. Đối diện với trung tâm văn hóa Nhà Tròn nha. Em bán tới 8 giờ em về. Còn cô bác anh chị nào ở xa trước khi đi liên hệ với em còn không biết đường thì cứ điện thoại em rước nha. Rồi em bán từ dòng thấp tới dòng cao nha. Rồi bây giờ em review tầm trung nha. Samsung A30. Màn hình thì 6.4, pin 4000, RAM 3, 32GB, QTC nha. Hỗ trợ sạc nhanh. Đây bo nè cả nhà, A30. Màn LED nha, full chức năng. Hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em nha. Không có tài khoản cọc cài điện thoại hoặc gói Momo giùm em nha. Cọc xong của bán chị cho em tên, địa chỉ, số điện thoại, em ship trừ cọc ra. Cọc là hình thức không bị bơm hàng nha cả nhà. Em đang test cam cho cô anh chị nè. Rồi cây này là giá là 1.500.000 cho cô anh chị nha. A30, máy màu xanh biển, tặng ốp lưng dây sạc 1.500.000, 32GB, hỗ trợ sạc nhanh. Cô bác anh chị nào có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản thì cọc cài điện thoại, Viettel hoặc Mobi giùm em cảm ơn nha. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại, em ship trừ cọc ra. Cọc là hình thức không bị bơm hàng hay nha cả nhà. Còn cô bác anh chị mua hàng mất tiền cọc ở đâu không biết, mua hàng trên phí An Tơ không mất đồng nào nha. Em chưa từng
Em nhận cọc là em ship hàng cho khách liền nha, không bao giờ lấy cọc của ai hết. Nhận đơn, nhận cọc là ship hàng liền. Miền Tây hôm nay ship ngày mai tới, miền Bắc tầm 3 ngày dùm em, nhưng đa phần em ship nhanh cho anh chị. Rồi Nam có về A30S nè, màn hình 6.4, pin thì 4.000. Cây này cũng hỗ trợ sạc nhanh nha. Cây này RAM 4 sao 4GB nè, camera trước ra sau nè. Mặt trước nè, không chạy sức nhiều nha cả nhà. A30S. Máy trước lúc nhập về bán cho cô bác anh chị em đã test ok rồi nha. Em test camera trước, camera sau, chuông, âm lượng, tất cả các ứng dụng cho cô anh chị em đang test lo cho cô anh chị nè. Máy mình mua về mình không biết xử lý thì cứ liên hệ em ha, em sẽ hỗ trợ cho cô bác anh chị. Cái A30S màn hình 6.4, pin 4.000, tặng ốp lưng dây sạc cho cô bác anh chị. Cây này 1.750.000 cho cô bác anh chị ha. A30S 1.750.000. Rồi tiếp theo Samsung M10, máy màu đen, màn hình thì 6.5, pin thì cũng 5.000. M02 em nói lộn nha, Samsung M02. Cô bánh chị nào có nhu cầu xem hình cứ kết bạn Zalo em gửi hình nha. Hàng y hình y video, không bao giờ ship hàng tầm bậy cho cô khách nha. Bán máy là không đổ mực, ám ố bể màn hình nhé nha. Em quay về là giá này nó hơi trưa á, nó hơi giả bóng, cả nhà thông cảm giùm em. Chứ bán máy là không bị ám ố đổ mực bể màn hình gì hết. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng, bên em bán là tình trạng sau em báo hết nha, tất cả các ứng dụng luôn. Cây này giá 1.450.000 cho anh chị. M02 1.450.000, pin 5.000, 32GB, full chức năng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Pin là xài nếu mà lên mạng suốt thì 6-7 tiếng đồng hồ nha cả nhà, không xài nghe gọi thì cũng trên ngày. Rồi A02, em review A02S màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 32GB, hỗ trợ sạc nhanh luôn, tặng ốp lưng dây sạc của anh chị luôn nè. Máy là đa phần em nhập về là em test từ chi tiết hết, máy là phải đẹp trên 80-85% nha, tệ nhất là phải 80%, 85-90-95%. Em mới nhập nha, nhà máy xấu là em nhập, tại vì em cho xem hàng trước lúc nhận hàng á. Em mà nhập máy về xấu của anh chị, nhìn máy xấu của bác không, anh chị không nhận máy, rồi bơm hàng em tội nghiệp em nữa. Cho nên nó đa phần là em máy tình trạng sao báo hết nha. A02S màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 32GB. Cái này giá 1.650.000 cho cô anh chị nha. 1.650.000, hỗ trợ sạc nhanh, xài tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. Cây này giá 1.650.000. Em có một cây màu xanh, màu trắng và màu xanh đen nha cả nhà. Màu xanh đen chút xíu mình review tiếp tới nha. Rồi, cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh, đăng ký kênh bình luận giùm em, cho em xin một like nha. Khách nào đã xài hàng em rồi được cho em xin một cái bình luận với giới thiệu bạn bè giùm em thì em cảm ơn. Nhớ cho bạn bè mình số điện thoại của em, đúng kênh YouTube của em nha. Kênh em nay là gần 18.000 người nha cả nhà. Em cũng cảm ơn cô anh chị bao lâu nay đã ủng hộ kênh Thí An TV. Số điện thoại em là 0388792574. Em xài nay chắc khoảng 15 năm rồi cả nhà. Em bán hàng nay gần 5 năm trên mạng rồi. Cô anh chị nào có giới thiệu bạn bè thì em cảm ơn nha. Em chỉ bán YouTube một mình, không bán chung nhà hết nha. Thí An chỉ bán YouTube một mình, bán hàng chỉ một mình, không bà con nhầm hỏi với ai hết. Có một thân một mình à. Em về Oppo A16 màn hình 6.5, pin 5.000. Cây này là 64GB nha, RAM 4 64GB nè, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị nha. A16, cảm ứng là không bị ám ố gì hết, máy là full chức năng. Cây này là giá là 1.900.000 thôi, cây này em bán 1.850.000 cho các anh chị nha. 1.850.000 sale cho các anh chị 50.000, 1.850.000 bán 1.900.000 mà bán 1.850.000. 64GB chưa tay xi nha, hỗ trợ sạc nhanh. Rồi nay em có về A33 luôn, ở A32, màn hình thì 6.5, 6.6, A36.5 chứ A32 màn hình 6.5, pin thì 5.000 nha, RAM 128GB, để em vô em coi RAM mấy, để em báo lộn cái là mệt nữa, RAM 6 128GB A32, đẹp trên 95%, tặng ốp lưng dây sạc cho quán chị nha. Không ám ố đổ mực bể màn hình gì hết. Chứ em bán Samsung chính hãng, tất cả các dòng chính hãng nha. Tình trạng sao báo hết nha. Cây này Android 13 chấm nha cả nhà. A32 Android 13 chấm. Cây này là giá 3 triệu nha. Còn nói chung là tại vì trên kênh thì em cũng nói với cô bánh chị, tại vì có nhiều khách cũng khách mới không theo dõi kênh của em lâu thì mua máy thì cọc thì sao mất cọc. Thì cô bánh chị nào là...
Mình chưa tin tưởng kênh của em á, thì cứ theo dõi kênh của em, rồi từ từ tin tưởng thì mua rồi cọc, rồi em ship hàng nha. Thế An chưa từng lấy cọc nào của khách mà không ship hàng hết, nhận cọc là ship hàng cho khách liền, tranh thủ ship hàng cho khách, khách nhận hàng được, em mau có tiền. Rồi cây này là A32, giá là 3 triệu nha, 56128 gì, đẹp trên 95%, giá 3 triệu. Rồi tiếp theo Oppo A15 ha. Oppo em có về A15, A15S, em có hai cây. Em review A15, A15S trước, A15 trước ha. Màn hình thì 6.5. A15 thì màn hình 6.5, 32GB nha cả nhà. 32GB Android 10, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, ứng dụng tài khoản ngân hàng, chuyển khoản, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Còn có anh chị nào mình mua máy mình không biết tải á, tải Zalo, Facebook, YouTube, TikTok á, thì cứ mua máy cọc xong rồi nó em ơi hay con ơi chú không biết tải thì cứ liên hệ em sẽ tải sẵn, về mình chỉ đăng nhập vô rồi mình xài thôi ha. Rồi cái này là A15 32GB màn hình 6.5, cái này là giá 1.650.000 cho các anh chị, máy màu xanh đẹp trên 85%. Rồi A15S luôn nè, không đề xuất nhiều nha, cũng full chức năng tất cả các ứng dụng luôn. A15S là RAM 4 64GB nha, RAM 4 64GB, 1.800.000 cho các anh chị, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị. Cô anh chị chia sẻ giùm em ha, chia sẻ giùm em, chia sẻ Zalo, Facebook giùm em cảm ơn nha. Em cũng có bán trên TikTok nữa đó nha cả nhà. Còn Facebook của em là Ốc Tiêu hoặc là Bánh Tí cũng là của em luôn. Của anh chị nào muốn mua trên Facebook cũng được, nhưng đa phần thì em hay tư vấn khách bên Zalo nha. Cây này giá 1.800.000 cho cô anh chị, A15S 1.800.000. Rồi tiếp theo Samsung A70 màn hình 6.5, pin thì 4.500 nha, vân tay còn đầy đủ, vân tay còn đầy đủ, máy riêng màn riêng luôn nha. A70 2.500.000 cho các anh chị nha, Android 11, 2.500.000, máy đẹp cây nha, cây này đẹp trên 95%, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị, để em vô cách chuông cho các anh chị luôn. Nói chung em cố gắng quay video ở nhà cho bớt ồn á, cho các anh chị dễ xem chi tiết máy và cấu hình máy này kia luôn. Rồi cây này 2.500.000 nha, A70 tặng ốp lưng dây sạc đẹp trên 95%, máy màu trắng luôn, A70 pin 4.500. Rồi M20 màn hình 6.4, pin thì 5.000 luôn, RAM 3 32GB, sổ trợ sạc nhanh luôn. Cái này nay em sale cho các anh chị luôn 1.350.000 nha. Cái này nay em hạ giá 100k cho các anh chị, 1.350.000. Cô bác nào mua ủng hộ thì cứ liên hệ em ha. Rồi cây này giá là 1.350.000, M20 chui TC hỗ trợ sạc nhanh, giá nó rẻ hơn là G7 Pro luôn cả nha, pin nó 5.000 nha, không ám ố đổ mực bể màn hình gì hết nha. Huawei Nova 3i màn hình thì 6.2, bộ RAM 4 128GB, lưng đá nè, đẹp trên 90% bo nè, 128GB, đánh game liên quân chi phai được, không ám ố đổ mực bể màn hình gì hết nha cả nhà. Tình trạng sao là bên em bán hàng là báo hết, ship có ship toàn quốc, miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc em đi ship hết. Nói chung khách mua là xí nha. Cây này 1.450.000 cho các anh chị luôn, Huawei 3i 1.450.000, máy là cách một bữa là hai bữa là em về máy mới nha cả nhà, cách một bữa là hai ngày, là nói chung là cách một ngày là ngày thứ hai là em đã về máy mới rồi, em đi nhập máy liên tục luôn. Samsung A20S, Samsung A20S màn hình này là 6.5, pin thì 4.000, RAM 3 32GB nha, A20S RAM 3 32GB, hỗ trợ sạc nhanh, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị. Rồi 1.500.000 cho các anh chị, A20S màn hình to nha, màn hình 6.5, cái này giá là 1.500.000 cho các anh chị luôn, máy màu đỏ luôn. Rồi G7 Pro nha, G7 Pro này em có về màu đen nha, bữa mấy cái dạng đồng em bán rồi. Cái này là G7 Pro màu đen, pin 3600, màn hình á thì 5.5, 32GB. Cái này là giá là 1.200.000 cho các anh chị nha. Cái dòng G7 Pro thì được cái loa nó rất là lớn nha cả nhà,
cái lò đó biết em giới thiệu, em nói nó như cái đạp, cái lò rất là lớn ha, nó như cái đạp phát thanh vậy đó. Rồi 1.200.000 cho cô anh chị luôn. Dòng khi cái lò là xài rất là bền nha, đẹp trên 85% nha, 90% các bác khỏi lo. Samsung A20 màn hình 6.4, pin cũng 4.000, A20 hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Cái này giá 1.300.000 cho các anh chị luôn. Đây là em sale luôn 1.300.000, RAM 3 32GB, A20 hỗ trợ sạc nhanh, tặng ấp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. Đánh game lưu nguồn wifi được, em để em vô chuông âm lượng cho cô anh chị luôn. Rồi giá 1.300.000 cho cô anh chị nha. Nói trên là phi bảy rồi, mình chỉ có 100k nha cả nhà. Samsung A20 rồi Reno 2F luôn. Reno 2F màn hình 6.5, pin thì 5.000, QTC RAM 8+3 là 11 RAM, 128GB, 2.450.000 cho các anh chị nha. Cây này nó em sale xuống 2.450.000, camera lò nội nha. Rồi đẹp trên 90% nha, máy riêng màn riêng luôn, Reno 2F. Rồi tiếp theo G6 cộng luôn, G6 cộng màn hình thì 6.6.1, RAM 3 32GB, tại Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, chuyển khoản ngân hàng, tất cả các ứng dụng. Rồi cây này là giá là 1.100.000 cho các anh chị luôn nha. G6 cộng màn riêng luôn nha, không ám ố đổ mật bể màn hình gì hết. 1.100.000 cho cô và anh chị. Rồi Mi Line nha, Mi 8 Line, đây lưng đá luôn, máy đẹp càng. Mi 8 Line màn hình thì 6.2, 6.3 gì á, pin thì 5.000 nha. Mi 8 Line, Mi 8 Line 64GB, RAM 4 64GB nha cả nhà. Mi 8 Lite RAM 4 64GB, Android nó 10 chấm hỗ trợ sạc nhanh luôn, 64GB hỗ trợ sạc nhanh. 1.450.000 cho các anh chị luôn, hỗ trợ sạc nhanh nha, QTC nha. 1.450.000 đánh game liên quân wifi được, tất cả các ứng dụng luôn. Rồi Vivo luôn, RAM có về Vivo nha, Vivo 2026 màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 3 32GB. Cây này là giá là 1.650.000 cho quán vậy nha. Đánh game lưu quân wifi được, 1.650.000, Vivo V026. Rồi sẵn review Vivo này, cây này em đã bán hết một cây rồi nè cả nhà. Em mới nhập về nữa nè, dòng nào bán được là em nhập về tiếp à. Lúc nào mà hết hàng là em nhập về em bán tiếp, em nhập liền. Rồi cây này vẫn bán giá cũ cho cô anh chị luôn nha, 1.900.000 cho cô anh chị luôn. Cây này em đã có một cây em quay hai mấy ngày em bán rồi, Vivo Y21S màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 4+1 và 5 RAM, 64GB, 12 chấm. Cây này là giá 1.900.000 cho anh chị luôn nha, em bán giá cũ luôn nha, 1.900.000. Rồi Samsung A02S nãy em có cây màu trắng, bây giờ em tiếp tục sẽ cái cây màu xanh đen nha. A02S màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, RAM 3 32GB, cũng 1.650.000 cho quán Việt. Còn anh chị nào có nhu cầu xem hình thì các bạn Zalo em nữa hình, mật khẩu là mấy số 0 giùm em. Rồi tiếp theo iPhone nha, iPhone 6 lút, cây này vân tay còn đầy đủ 16GB, vân tay còn đầy đủ 1.450.000 cho các anh chị nha. 6 lút vân tay còn đầy đủ 16GB, tải sẵn tất cả các dụng máy sạch không vướng tài khoản, 1.450.000 cho các anh chị nha. Tặng ấp lưng luôn nha cả nhà, dây sạc nha, bên em chỉ tặng dây sạc không có con cóc nha cả nhà. Rồi 6X lút cây này 64GB luôn, còn nhân tay đầy đủ luôn, 1.800.000 cho cô anh chị. Máy đẹp trên 85%, 90% ha. Rồi máy sạch không vướng tài khoản, 6X lút tặng ấp lưng dây sạc luôn. Rồi 1.800.000 6X lút. Rồi sẵn review em còn một cây Vivo nữa, hồi nãy em đang review Vivo cái em quên. Rồi Vivo màn hình 6.5, pin 5.000 luôn,
Truy Tây Si hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Vivo i16H nha cả nhà. Màn hình thì 6.5. Pin thì 5000, RAM 4 cộng 4 là 8 RAM 128GB. Android nó 12.2 triệu 100 ngàn cho quý anh chị. Cây này đẹp trên 90%, 95%. Không cày sức nhiều. Em test camera trước, camera sau, tất cả các ứng dụng cho cô anh chị rồi. Thì cô anh chị mình chưa tin tưởng thì mình nhận hàng, mình cứ xem hàng trước lúc nhận hàng nha. Xem hàng mình test máy 2 triệu 100 ngàn. Rồi iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max nha. 12 Pro Max là giá là 1 triệu 500 ngàn cho cô anh chị. Dung lượng là 512GB. 12 Pro Max dung lượng 512GB, màu vàng đồng. Em còn một cây duy nhất màu vàng đồng rồi. Giá là 1 triệu 500 ngàn cho quý anh chị nha. 1 triệu 500 ngàn. Rồi Redmi A9 nha. Redmi A9 màn hình 6.5, pin 5000 luôn. Dễ chưa lời lớn giùm em luôn. 32GB A9 1 triệu 150 ngàn. 1 triệu 150 ngàn cho quý anh chị luôn. Máy màu xanh, màn hình 6.5, pin 5000. Rồi tiếp theo Samsung A12 màn hình 6.5, pin 5000, RAM 4 128GB, tặng uplink dây sạc cho cô anh chị. Đánh game liên quân chi phai được, vân tay còn đầy đủ nha. Máy riêng màn riêng luôn, A12 nguyên chức năng 2 triệu 100 ngàn cho cô anh chị luôn. Rồi sẵn em review A51 nha. A51 màn hình 6.5, pin thì 4000, màn LED, RAM 6 128GB, dễ chờ là lớn giùm em ha. Full chức năng A51 bo nè. RAM 6 128GB, để em vô cấu hình máy cho các anh chị xem. A51 2 triệu 600 ngàn cho các anh chị nha. Tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị 2 triệu 600 ngàn. Màu xanh đen. Rồi A11 luôn. A11 màn hình 6.4, pin thì 4000, 32GB, hỗ trợ sạc nhanh Tây Si luôn. Màn pin luôn nha cả nhà. Full chức năng luôn. Em ship toàn quốc nha. Khách nào ở gần cứ liên hệ, ở gần thì em ship tới chỗ nha. Rồi, cây này là giá là 1 triệu 500.000 cho các anh chị. A11 1 triệu 500 ngàn, 32GB, hỗ trợ sẵn nhanh Q Tây Si. Rồi Samsung A71 luôn, màn hình 6.7, RAM 8 nha. A71 là RAM 8 128GB. Đây màn LED luôn nha, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị. A71 RAM 8 128GB, màn hình 6.7, hỗ trợ sạc nhanh Q Tây Si. Rồi giá 3 triệu nha cả nhà. A71 giá 3 triệu nha. Đẹp trên 90% nha. 90-95%. Giá 3 triệu A71. Rồi tiếp theo. Rồi iPhone 5 thường, màn hình nhỏ gọn, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok em tải sẵn nè. Rồi 600 ngàn cho các anh chị ha. iPhone 5 thường 600 ngàn. Tải sẵn ứng dụng cho các anh chị về, mình chỉ đăng nhập cho mình xài thôi. iPhone 5 thường Oppo A5S màn hình 6.2, pin 4200 luôn. A5S giá 1 triệu 250 ngàn cho các anh chị luôn. Máy màu đỏ, Oppo A5S. Rồi tiếp theo Samsung A31 màn hình 6.4, pin thì 5000, RAM 6 128GB, hỗ trợ sạc nhanh, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị nha. Tặng ốp lưng dây sạc. Rồi cây này là giá là 2 triệu 300 ngàn cho các anh chị. Các anh chị ủng hộ giùm em kênh Tám Ngọt Vlog ha. Kênh đó em mới tạo để em quay cảnh miền Tây mình á, nấu ăn cảnh đồng quê với miền Tây của mình. Các anh chị ăn cái kênh giùm em có gửi đường link ở dưới bình luận. Các anh chị ăn cái kênh ủng hộ kênh Tám Ngọt Vlog thì em cảm ơn nha. Rồi Samsung A3 Core, Samsung A3 Core màn hình 6.5, pin thì cũng 5000, 32GB ha. A3 Core
Cây này giá là 1.450.000 cho các anh chị luôn. Máy màu xanh, màn hình 6.5 pin 5.000 luôn. À, màn hình 6.6.1 giá 1.250.000 cho các anh chị nha. A10S 1.250.000. Máy màu xanh, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị. Rồi A50 ha. A50 em có 2 cây. Máy màu xanh biển và màu xanh đen. Màn hình thì 6.4, pin thì 4.000 gam 464G. Hỗ trợ sạc nhanh, chui tay si luôn. Tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị. Rồi, đẹp trên 80%, 85%, A50. Tặng ốp lưng dây sạc giá 1.800.000 cho các anh chị nha cả nhà. Máy màu xanh đen 1.800.000. A50 rồi, A50S em còn cây xanh đen nữa. Màn hình cũng 6.4, pin cũng 4.000. Hỗ trợ sạc nhanh, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị. Để chữ L lớn giùm em luôn. Full chức năng. Rồi cây này giá là 1.850.000 cho các anh chị luôn. 1.850.000. Rồi tiếp theo Oppo A9 2020, chui tay si, phiên bản đặc biệt 128GB, giá chỉ 2 triệu thôi nha. 128GB, tặng ốp lưng dây sạc của anh chị. A9 2020, 128GB nha. Để coi nó RAM 4 cộng 1 là 5 RAM nha. 128GB, đẹp keng, giá 2 triệu. Rồi C7 RIM luôn. C7 RIM màn hình thì 5.5, C7 RIM màn hình 5.5, RAM 32GB. Cái này giá là 950.000 cho các anh chị nha. C7 RIM 950.000. Rồi A10 luôn, A10 màn hình thì 6.6.1, 32GB luôn. Cây này dòng A10 cũng dễ bán lắm nha, lúc nào nhập về bán cũng hết á, mau lẹ nữa. Rồi cây này giá 1.100.000 cho các anh chị. Mình mua mình dễ xài nó, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, tất cả các ứng dụng luôn nha. Rồi, Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông và đăng ký kênh chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay cả nhà mình xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình. Hẹn clip sau. Xin chào cả nhà.